Công ty cổ phần Đại Thành Phụng, chất lượng và uy tín là trên hết. Theo các chuyên gia, Việt Nam là một trong những quốc gia đang phát triển, có tốc độ xây dựng thuộc top đầu các nước trong khu vực. Đây cũng đồng thời là tín hiệu vui cho những doanh nghiệp cung cấp nguyên vật liệu xây dựng, đáp ứng nhu cầu ngày một cao của những công trình, những nhà thầu trong nước và quốc tế. Công ty cổ phần Đại Thành Phụng được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2003 bởi những nhà đầu tư chuyên nghiệp và sự tư vấn của các chuyên gia hàng đầu về vật liệu xây dựng. Với triết lý kinh doanh, chất lượng và uy tín là trên hết, công ty cổ phần Đại Thành Phụng muốn khẳng định sự uy tín của mình dành cho khách hàng và luôn cam kết mang đến cho khách hàng sự hoàn mỹ trong từng sản phẩm, từng công trình của mình. Công ty cổ phần Đại Thành Phụng, gọi tắt là Đại Thành Phụng GSC, được thành lập vào ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương. Tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí xây dựng Thành Phụng, ra đời và hoạt động từ năm 2003. Là công ty chuyên thi công trong lĩnh vực công trình công nghiệp, sản xuất, lắp dựng kèo thép cho tất cả các công trình và các sản phẩm khác của các chuyên gia quản lý và kỹ thuật tại các tập đoàn đa quốc gia. Mục tiêu hàng đầu của Đại Thành Phụng là cung cấp các sản phẩm dịch vụ chuyên nghiệp và hiệu quả nhất trong lĩnh vực thiết kế, thi công, xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, cơ sở hạ tầng, v.v. Với phương châm chất lượng và uy tín là trên hết, công ty Đại Thành Phụng đã và đang khẳng định uy tín và vị trí của mình trên từng sản phẩm của mọi công trình được khách hàng tín nhiệm. Ý thức được trách nhiệm của mình, những năm qua Đại Thành Phụng đã và đang lắng nghe, thấu hiểu và tư vấn cho khách hàng những giải pháp tối ưu khi xây dựng công trình của mình, đặc biệt tôn trọng cam kết thực hiện đúng theo hợp đồng đã ký kết, có chế độ bảo hành tốt, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Bên cạnh đó, công ty cũng tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công nhân viên để mọi người có kỹ năng, nghiệp vụ giỏi, thực hiện tốt các công việc được giao. Và một điều không thể thiếu là việc áp dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trong thi công. Công ty Đại Thành Phụng chúng tôi với hơn 15 năm hình thành và phát triển đến nay, với phương châm uy tín, chất lượng là hàng đầu. Khi khách hàng đến với công ty chúng tôi, khách hàng sẽ được phục vụ chu đáo nhất và với cam kết sẽ hài lòng các bạn là sự thành công của công ty chúng tôi. Đội ngũ cán bộ, kỹ sư, kỹ thuật trình độ cao, lực lượng công nhân kỹ thuật lành nghề được đào tạo bài bản và nhiều phương tiện thiết bị công nghệ hiện đại, cùng với sự chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn sản xuất và thi công hàng đầu trên thế giới. Chúng tôi luôn đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công cao nhất trong mọi công trình. Công ty cổ phần Đại Thành Phụng, chất lượng và uy tín là trên hết. Với công nghệ kỹ thuật hiện đại và chuyên môn cao, hệ thống sản phẩm xây dựng của Đại Thành Phụng đã đáp ứng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng trong nước và quốc tế trong thời gian qua. Yeah, 여기 공사는 현재 그 다이탄풍에서 송탄 3공장에 짓고 있는 트리머스 1공장 공사 현장입니다. 다이탄풍하고는 우리가
2013년도에 남던행 멀롬공단에 이 공장을 시공한 바 있습니다. 그래서 거기에서 다이탄풍의 그 건축 능력이 기간도 준수하고 또 품질도 좋고 해서 올해 2016년도에 한 번 더 계약을 해서 지금 이 공장을 짓고 있습니다. Sự thành công của Đại Thành Phụng trong suốt gần 15 năm qua đã và đang là mơ ước của nhiều doanh nghiệp khác. Bên cạnh những thành quả đã đạt được, Đại Thành Phụng luôn chú tâm xây dựng, đổi mới để phù hợp với thực tiễn một cách nhạy bén trong quá trình vận hành bộ máy tổ chức nhằm tạo hiệu quả nhất và thể hiện tính chuyên nghiệp của mình, thể hiện rõ qua sơ đồ tổ chức của công ty. Bao gồm các phòng ban, tổng giám đốc kinh doanh, giám đốc kỹ thuật, phòng nhân sự, phòng kế toán, công trình, chỉ huy trưởng, kế toán công, cán bộ kỹ thuật, cán bộ an toàn lao động, thủ kho, đội xây dựng, đội cốt thép, đội cốt pha, đội hàn máy móc. Lĩnh vực hoạt động. Đại Thành Phụng được biết đến là một công ty uy tín và thành công trong các lĩnh vực thiết kế công trình công nghiệp, sản xuất, lắp dựng khung kèo thép cho các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, cơ sở hạ tầng. Trong đó, tiêu biểu với một số dự án như công trình nhà máy công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ Tư Việt Nam được xây dựng lần thứ hai với diện tích 12.000 m2, tổng vốn đầu tư 37 tỷ đồng, chuyên sản xuất ba lô kéo. Công trình nhà máy công ty hóa chất SG, tổng diện tích xây dựng 8.000 m2, với vốn đầu tư là 28 tỷ đồng, chuyên sản xuất lớp cách nhiệt, mút xốp. Công trình nhà máy công ty Vali ESO, với diện tích xây dựng 8.000 m2, tổng vốn đầu tư 25 tỷ đồng, chuyên sản xuất ba lô túi sách. Công trình nhà xưởng công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Hàng Nghĩa, tổng diện tích xây dựng là 22.000 m2. Và 35 tỷ đồng vốn đầu tư chuyên sản xuất đồ gỗ. Công trình nhà xưởng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kibu được xây dựng trên diện tích 27.000 m2 với số vốn đầu tư là 76 tỷ đồng chuyên kinh doanh trong lĩnh vực mỹ nghệ. Công trình nhà xưởng Trang Xin được xây dựng trên tổng diện tích 107.000 m2 tại Đồng Nai với tổng vốn đầu tư là 200 tỷ đồng chuyên về sản xuất giày da. Ừ, 안녕하세요. 저는 SG 케미컬의 최병무입니다. 이번에 그 다이단풍을 소개하게 되는데 작년 이제 14년부터 이제 처음 그 베트남 법인 다인다풍 건설사와 계약을 해서 이렇게 그 지금 16년까지 2차 완공이 됐습니다. 그래서 현지 법인이라 처음 좀 망설인 부분도 있었지만은 그 워낙 그 법인장이 한국말도 유능하시고 그리고 뭐 건설 부분이나 이런 쪽에서 많은 도움을 주셔서 저희도 믿고 맡길 수 있어서 예 정말 좋게 그 작업이 완료된 것 같습니다. 예. Với tầm nhìn. Trở thành một trong những công ty hàng đầu Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực thiết kế và thi công các công trình công nghiệp, giao thông, cơ sở hạ tầng, sản xuất, lắp dựng khung kèo thép. Sứ mệnh cung cấp sản phẩm chất lượng và dịch vụ thương mại tốt nhất, đem đến sự hài lòng cho khách hàng, tạo lợi ích cho nhà đầu tư, cổ đông, không ngừng nâng cao mức sống cho nhân viên, đem lại giá trị lợi ích cho các cổ đông, đóng góp tích cực cho cộng đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Giá trị cốt lõi.
Định hướng khách hàng là nền tảng hoạt động, sản phẩm hoàn mỹ, dịch vụ hoàn hảo, chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả, đoàn kết và tạo môi trường làm việc thân thiện là những giá trị cốt lõi được ban giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty thấm nhuần trong công việc, trong tất cả mọi hoạt động dưới mái nhà chung mang tên Đại Thành Phục. Như vậy, trải qua hàng loạt những biến động của thị trường, Đại Thành Phục vẫn luôn đứng vững và phát triển, khẳng định vị thế của mình và giữ vững niềm tin trong tâm trí khách hàng và các đối tác. Với đội ngũ quản lý, cán bộ kỹ thuật và các công nhân chuyên ngành có kinh nghiệm, năng lực dồi dào và hệ thống thiết bị máy móc đồng bộ, hiện đại, chúng tôi tin chắc rằng Đại Thành Phục có đủ cơ sở để đạt được những mục tiêu mà chiến lược đã đề ra. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, quý đối tác và các cổ đông nhiều lợi ích hơn nữa, tiếp tục đồng hành cùng quý khách hàng, quý đối tác và các cổ đông trong những chặng đường phát triển tiếp theo, để Đại Thành Phục sẽ tiếp tục vươn dài và trải rộng, mang đến sự uy tín và chất lượng trên từng sản phẩm và mọi công trình. Công ty cổ phần Đại Thành Phụng, chất lượng và uy tín là trên hết, tín là